đầu tư cho lối học thôi nha mọi người. Chứ mình thấy cái đà mà học ở trường ấy thì không ăn thua. Chắc là mình sẽ thuê cô giáo riêng để dạy cho Lôi. Bắt đầu từ từ giờ là Lôi là sẽ học hành cho đàng hoàng hơn. Thế rồi, tô xong rồi này. Có cái gì nữa đâu mà cầm đi học làm cái gì, đúng không? Đi học lên trường là chỉ tô thôi. Ê xì, hồ xê nâu vai cửa bè à kì. Ok, hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel Con Đi Vlog của Sở Châu Phi nha. Ok, video hôm nay thì mình nhờ anh Quý Kiến mua cho được cái bàn và mấy cái quyển quyển vở này, và cũng như là cái bảng bảng viết. Viết xong có thể xóa được luôn. Cái này là bộ bàn ghế học cho Lôi học tại nhà. Và có thêm cô giáo dạy riêng, dạy kèm. Bây giờ là sẽ đưa hết vào đây để phải đầu tư cho Lôi học thôi nha mọi người. Chứ mình thấy cái đà mà học ở trường ấy thì không ăn thua. Đây, anh Quý để xem ghế. Đấy, ghế cũng là siêu nhân gì nhỉ? Nhìn à. Siêu nhân nhìn. Superman. Superman nhìn. Đây, bàn học. Thì cái bảng này chắc là cũng sẽ cho cô giáo viết lên đây luôn. Và Lôi sẽ ngồi đây học luôn, mỗi ngày. Chắc là mình sẽ thuê cô giáo riêng để dạy cho Lôi. Nâng cao như kiểu là tầm 14 giờ. Khi mà Lôi đi học về là tầm 12 giờ ở trường. Ăn cơm xong, ngủ nghỉ rồi là tầm 14 giờ là sẽ học đến 15 giờ chiều, 17 giờ chiều. Đấy. Học 3 tiếng, 2 tiếng ở nhà thôi. Và cái lý do thì mình muốn Lôi học ở đây, ở nhà mình, để mình dễ quản lý Lôi hơn. Chứ còn đưa cái bàn học này về nhà bố mẹ thì mình nghĩ là Lôi sẽ không học đâu. Cái là bàn này chỉ là để cho đẹp nhà thôi, chứ Lôi không bao giờ học. Sẽ đi chơi lung tung ở ngoài đường. Đấy, và bố mẹ thì chắc là sẽ không quản được Lôi về cái vấn đề học hành đâu. Tại vì khi mà bên này ấy, bên này thì bố mẹ tất cả ở quê ấy, thì mình thấy trong cái việc học của con là rất là lỏng léo. Đấy, không phải là như Việt Nam mình đâu. Tính mua cái bàn mà có cả cái kệ bỏ sách vở luôn, nhưng mà không có nha mọi người, không có. Vì thế mà mua một cái bàn này cũng được. Đặt ở dưới này. Đây, đặt ở dưới này. Lúc nào mà học xong thì sẽ thu gọn về góc này. Tại vì cái phòng khách của mình nó cũng khá là chật rồi, nhiều đồ lắm. Đây, Lôi sẽ ngồi đây. Cô giáo sẽ viết trên cái bảng này. Đây, cũng có nữa luôn. Cái bảng này là cái bảng anh em mình mỗi khi họp thì sẽ viết lên đây. Và tất cả anh em sẽ ngồi ở đây mỗi khi mà có công việc gì muốn họp với anh em ấy. Vẽ là kế hoạch cho anh em làm. Đấy. Cái bàn này thì sẽ rời đi ra ngoài. Rời đi ra ngoài cho nó rộng. Đây. Lôi sẽ ngồi trực tiếp học đây luôn. Và thuê cô giáo dạy riêng nhá. Cô giáo dạy riêng cho Lôi luôn nhá. Cái vấn đề mình muốn Lôi học ở đây là bây giờ cho các bạn xem. Để đi tìm Lôi đã. Lôi thì đang ở bên kia. Lôi ơi! Cầm sách vở đi. Cầm sách vở. Đây. Cầm sách vở. Đi lại đây. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà chú Tiến đăng và cũng như là bên Facebook fanpage Quang Linh Vlog của Sống ở Châu Phi có đăng về cái mình kiểm tra bài vở của Lôi. Đấy, xem nào, ngồi đây. Đây có cái đèn này. À, đây học rồi đấy. Đây
Ây da, được đấy. Cái này học buổi đêm rồi, không cần rồi. Bật tối thì bật sáng cũng được nhỉ. Ơ cái này hình như pin hay sao nhỉ? Có pin trong ấy. Sướng này. Sướng này, đẩy ra. Đấy, đặt xuống cái bát này. Ơ, cái này như là pin. Pin hay sạc vào nhỉ, sạc trực tiếp vào nhỉ. Đây, lôi đây. Chào các bạn đi lôi kìa. Chào các bạn. Lôi chào các bạn đi. Chào các bạn. Rồi. Nay là kiểm tra sách vở của lôi. Không biết là lôi nay là 5 tuổi nhỉ? 5 tuổi phải viết được số 1, số 2, rồi ABC rồi chứ nhỉ? Chứ sách vở của lôi mình thấy như cứ quanh năm suốt tháng không có thêm bớt một cái chữ nào hết. Vì thế mà mình luôn về kiểm tra thấy lôi toàn sở. Rồi, xong rồi. Bút với gì cũng... Ôi giời ơi, giả dưa đi này. Tô màu lớp 4, lớp 5, 5 tuổi rồi mà vẫn tô màu. Tô màu. Cái này tô màu thì không nói rồi. Cái này phải cất ở dưới bài. Thế đây này. Rồi. Cái này thì không ấy rồi. Này. Cái này cũng ấy luôn này. Nghiêm túc vào. Nghiêm túc vào. Bắt đầu từ từ giờ là lôi là sẽ học hành cho đàng hoàng hơn. Chứ ở trường ấy, mình nói thẳng luôn là nếu mà đi học ở trường thì ngồi cho có đấy, cho vui với bạn bè thôi. Chứ còn mà để mà nói học cho nó ra trò ấy, thì ở trường, ở cái huyện này không ăn thua. Đấy, không ăn thua. Vì thế mà mình luôn miệng nói là sẽ đổi trường cho lôi. Nhưng mà đang suy nghĩ, ở cái huyện này thì không có trường nào tốt cả. Mà trường tốt thì hầu hết là ở trên thành phố. Đấy, mà một khi đi lên thành phố thì nó xa quá. Vì thế mà sẽ đi lên thành phố thuê hẳn một cô giáo riêng dạy kèm cho lôi tầm 2 tiếng, 3 tiếng mỗi ngày là ok rồi đúng không các bạn? Đấy. Và sẽ áp dụng vào dạy tiếng Việt cho lôi luôn. Đấy, nó sẽ có hai ngôn ngữ. Và nếu mà lôi tiếp thu được tiếng Anh nữa thì sẽ là 3 ngôn ngữ. Đấy, sẽ chăm chỉ đầu tư cho lôi về cái phần học hành như này. Và cái tô màu này, tô màu thì đã tô xong rồi, thôi hết rồi. Không có cái gì mà không tô nữa rồi, hết rồi. Ok, ly xuống. Hả? Hết rồi. Tô xong rồi này. Có cái gì nữa đâu mà cầm đi học làm cái gì? Đúng không? Đi học lên trường là chỉ tô thôi. Chỉ tô thôi, tô màu thôi. Rồi, cái này tô màu là hết rồi này. Rồi, cái này vẫn là tô màu tiếp. Đây, tô màu. Rồi. Cũng gần hết rồi. À, vẫn đang còn. Vẫn đang còn đấy, tô này. Ai đây? Ai tô đây? Lôi. Lôi à? Dạ. Rồi. Chán nhỉ? Ai đây? Lôi. Vẫn là lôi à? Thế, rồi, tô xong hết rồi. Rồi, vừa đến cái này. Cái này vẫn là tô màu tiếp. Cái này chắc là chỉ để mua hay sao nhỉ? Đây, chỉ để mua. Cái này vẫn chưa tô xong này. Ok, để như này, để đây và tô. Đấy, cái tô màu ấy thì nó là một cái phần nào đấy cho kiểu là phân kiểu là ấy thôi. Chứ vẫn là cái chữ cái và con số. Đấy. Thường là về tô màu thì như lôi thì mình nghĩ là sẽ không còn cái độ tuổi tô màu nữa. Mà bước sang A, B, C, D rồi các kiểu rồi. Đây, cái này là cái đề kiểu như cái đề bài ấy. Cho lôi về, lôi viết ra như kiểu trên này. Đấy, chữ cái, bảng chữ cái. Con số thì mình nghĩ là chưa đâu, nhưng mà bảng chữ cái tất nhiên là phải có. Tiếng bồ của lôi ấy, thì mình nghĩ là nó ok lắm. Nói biết hết. Biết hết luôn. Nhưng mà về chữ cái ấy, thì lôi sẽ không biết. Lôi không biết. Và cái này cũng để đây. Cái này là cô giáo in cho mỗi người một cái. Để về nhà. Đấy. Nếu mà có bố mẹ kèm theo. Kèm ấy. Thì sẽ bắt viết chữ E, chữ E, rồi chữ A, rồi chữ B, chữ C. Đây.
và cái quyển vở này là từ lúc đi học giờ, là từ lúc đi học giờ nhá, là mình kiểm tra rất là nhiều, nó vẫn nguyên ngang nguyên, không thay đổi một cái gì cả. Đây, ai gạch đây? Nói to. Ai? Nói. Lên. Nói to lên, ăn to, nói to, nói to lên. Lời. Lời. À. Để vôi nào nhá? Dạ. Để không được vé lên sách vở như thế này nhá. Dạ. Ờ, à, đây. Cái này là hôm kia mình kiểm tra bài thì mình bày cho là khi mà cô giáo ấy đã viết ra như thế này rồi, đúng không các bạn? Đấy, đã viết ra như thế này rồi thì lôi phải viết ở dưới giống của cô giáo. Đấy, nói đi nói lại rất là nhiều lần, ngày nào cũng nói. Đây, cô giáo gì viết rất là nhiều chữ cái ở đây để cho các em là có thể là đồ theo hoặc là viết theo. Không cần đẹp hay xấu nhưng mà biết là cái chữ này E là chữ B là chữ B rồi chữ C là chữ C đấy, đúng không các bạn? Chứ bây giờ mồm thì nói biết chữ B nhưng mà lại không biết viết đấy. Rồi xong. Đó. Từ này. Hết. Có đâu nữa. Đây, cô giáo về viết mấu như thế này rồi cũng để như thế này. Để như thế này từ lúc đi học chưa. Xong, không có một cái gì hết. Đây. Đây, không có gì hết. Xong. Acabo. Từ lúc đi học kia. Rồi, đó, nó chỉ thế thôi. Trong quyển sách của Lôi là chỉ như thế thôi. Bút màu rồi tô màu thì có đầy đủ rồi chứ không nói. Bút này. Bút viết này. Ê, đây này, cái này là bảng tên đi học này. Bảng tên đi học này. Đấy, trường học bên này bên huyện này. Không ăn thua. Đây, cũng có bút chì đàng hoàng này mà không viết. Ok, đây bây giờ hỏi này. Đây, mọi người xem tất cả các hình ảnh ở đây. Đấy, là mình đã kiểm tra Lôi. Và cũng đã kiểu nạt Lôi rất là nhiều. Đấy, Lôi thì bây giờ cũng không thích chú Linh nữa đâu. Chú Linh bây giờ cứ bắt học thôi. Nhưng mà không kể Lôi thôi. Kể đâu, kể Lôi. Và bây giờ nói chung là cái thằng Lôi này bây giờ là trách nhiệm với mình nó rất là lớn. Về mặt học hành này. Và cũng như là cuộc sống, đời sống. Rồi là như này như kia. Nó... đối với mình là cũng là kiểu là con đẻ rồi đấy. Đây rồi. Ê xì hồ sê nâu vai cờ rê à kì. Đây chữ D này, D D không biết, không biết này. Chữ cái bên này thì nó sẽ có ngoằn mèo hơn, có những số và có những số thì như nhau, chữ cái nó sẽ ngoằn mèo hơn đấy, ngoằn mèo hơn là tiếng Việt. Đây, như mọi người xem cái bảng chữ cái này, này. Đấy, nó ngoằn ngoèo hơn. Đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn là chữ A, chữ B, chữ C, chữ D thôi. Đấy, nó vẫn là ABC thôi. Này, không biết. Vì thế là mình rất là lo lắng cho Lôi khi mà Lôi đi học cái trường này. Đấy. Cái trường ấy, thì mình nghĩ là ở huyện và ở một cái quê nào đấy. Ở trên cái miền núi, xa xôi. Đấy. Và bên cái nước châu Phi này, cái ngành giáo dục ấy thì nó vẫn chưa được tốt như tất cả các nước khác. Đấy, vì thế mình cũng không trách gì về cô giáo hay là gì cả. Đấy. Rồi. Bây giờ là không biết cái gì, nó không biết cái gì đúng không? Không biết cái gì đúng không? Nói. Cô nhà C, ê gì? Pha là? Đây, chữ cái thì biết thôi. Cái gì đây? Không biết. Hả? Không biết. Cái gì đây? Không biết. Ôi giời, biết nói nhưng không, không nhìn vào chữ thì không biết. Là mù chữ thôi. Mù chữ thôi. Nói mà không biết được thì là mù chữ thôi. Ai tao hào cô ra. Eo cha mau mà mò xa. Vem aqui, vai à escola você, vai à escola você, todo dia, 14 horas, né? Vem aqui, ela vai à escola você, chega 17 horas, acaba, já? Já. Um dia, 3 horas. Khi mà đi, mình mới nói với Lôi là như này,
Bắt đầu từ ngày mai, à không, bây giờ chưa, chưa thuê được gia sư. Đấy, thì sẽ là lúc nào thuê xong rồi thì một ngày Lôi đi học là đi về đây, rồi ăn uống, anh Hưng lấy ăn uống cho Lôi, xong ngủ nghỉ. Rồi tầm 2 giờ chiều, 3 giờ chiều sẽ học đến 17 giờ chiều là sẽ ok, sẽ xong. Đấy. Còn lại nữa thì cứ ngày nào cũng làm như thế, lặp đi lặp lại. Đấy, chỉ là chủ nhật là không ấy thôi, không học thôi. Chủ nhật là sẽ nghỉ. Và mình cũng dặn tất cả anh em khi mà thuê được cô giáo thì sẽ không đưa Lôi đi lung tung quay video cái khung giờ học đấy nữa. Đấy. Và sẽ chăm chỉ đầu tư cho Lôi học. Và mấy cái này thì mình nghĩ là nó cũng không có gì trách Lôi đâu. Trách là trách ấy thôi. Đúng không? Lôi không lười học đâu. Chỉ cần cái điều kiện tốt và cái môi trường học tốt. Thứ nhất nữa là có giáo viên kèm dạy ấy thì nó sẽ khác. Không sao. Đầu óc này, đầu này ấy mà học ở đây là thành ngu các bạn. Đấy. Chứ ở thành phố thì điều kiện với là giáo viên nó tốt. Ở quê miền núi thì mọi người cũng nghĩ cũng biết rồi, đấy, nó không được như kiểu thành phố đâu, không so sánh được. Mà giờ đưa đi thành phố thì xa quá, đấy, xa quá. Rồi, cái này thôi này. Cái này là có thể là viết lên đây này, bàn xóa này. Còn về dạy học tiếng Việt thì mình nghĩ là đợi Lôi thành tầm 2 năm nữa thì Lôi mới học được tiếng Việt. Tại vì phải biết hết chữ cái của tiếng Bồ đã. Tiếng Bồ đấy thì mới ấy được, mới học được tiếng Việt. Chứ học 2 tiếng, 3 tiếng lẫn lộn vào nhau thì nó loạn đầu đấy. Học nhiều nó không tốt đâu các nhau mọi người. À, cái này phép tính. Phép tính này chưa dùng đến. Chỉ cần viết A. A đấy. Thấy chưa? B, C, D, 1, này, đôi này, tres này, cuatro này, single này. Đấy, phải là học cái này. Hiểu không? Xóa như nào nhỉ? À, xóa này. Esi, cuánto crebe này. Cuánto crebe, 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 crebe này. Tia ra này. Bảo vệ. Xóa đi này. Xóa đi, kéo cái này này. Đấy. À, cái này sao cứ chật chật như này nhỉ? Không được rồi. Không rồi. Cái này chú Quý với chú Tiến mua hàng China rồi. Đấy, xóa này. Đấy. Cái này hàng China rồi, để cho đẹp thôi. Chứ cũng chủ yếu là viết trong giấy thôi. Giấy vở là ok nhất. Cái này là chỉ là màu mè thôi. Để đó. Rồi, xong. Thế là ok đúng không? Dạ. Nhớ nhá. Nhá phù diêu nhá. Hả? Bữa mình kiểm tra sách vở mà trốn mình mấy ngày. Trốn mình mấy ngày đi về Bắc Nhân, không thấy về đây, không thấy ăn trưa ở đây luôn. Thật. Ok. Rồi. Cảm ơn các bạn đi. Cảm ơn các bạn. Nhớ theo dõi Lôi học nhá. Nè cho Lôi học nha. Ok. Ok nha mọi người. Thôi, đi lại kia đi. Làm gì làm đi. À, cái này rất à. Thôi, cái này bàn này không. Rồi, khi học xong thì cô giáo sẽ dịch chuyển về đây. Dịch chuyển về đây. Để cho gọn một góc. Đây, để cho gọn một góc như này. Rồi, ok chưa? Mình tính là định đưa về nhà. Đưa về nhà Lôi. Để Lôi học, nhưng mà mình nghĩ là Matty Lôi và mẹ của Lôi ấy, thì sẽ không quản Lôi về vấn đề này đâu. Tại vì mình ở bên này và cũng như ở cái huyện này, ở quê miền núi như này, mình hiểu được về cái cuộc sống ở đây như thế nào, và con cái như thế nào, và giáo dục như thế nào, rồi là pháp luật như thế nào. Đấy, mình hiểu hết. Vì thế mà mình sẽ áp dụng những cái gì tốt nhất có thể cho Lôi. Và sẽ mình, anh em mình chắc chắn sẽ ở đây rất là lâu, sẽ đi về rồi đi lại đây, đi về đi lại đây. Đấy, sẽ làm bên này cũng rất là lâu, nên là
sẽ chăm chú về cái vấn đề học của Lôi. Sau này lớn lên có thể là cho Lôi làm cái gì đấy và như này như kia. Nói chung là về tương lai thì sẽ không đoán được, nhưng mà trước mắt là phải như thế nha mọi người. Ok, chào các bạn nhá.